lấy hết sticker của em gái để thiết kế lá thư tỏ tình. Nam sinh tiểu học khiến dân tình rung động online vì quá dễ thương. Được biết, bạn Đức Minh lớp 2 rất thích bạn Trâm Anh lớp trưởng nên đã quyết định lấy hết hình dáng sticker của em gái để thiết kế ra một bức thư vô cùng sến. Cụ thể, bức thư tình ngập tràn màu sắc xanh đỏ tím vàng, cùng với đó là rất nhiều những hình thù ngộ nghĩnh đáng yêu của sticker. Không chỉ biết cách sáng tạo khi thiết kế lá thư với bố cục đẹp mắt, với xung quanh là hình ảnh, còn ngay chính giữa là một ô chữ để viết rõ nội dung. Cậu bé lớp 2 còn gây điểm nhấn khi tỏ tình với lời lẽ rất khác lạ. Thay vì nói là làm người yêu mình nhé, thì Đức Minh lại viết: Trâm Anh, tớ rất thích cậu, cùng làm người yêu nhau nhé. Lá thư tình sau khi được chụp lại và đăng lên mạng xã hội đã làm rất nhiều anh chị lớn tuổi phải ngại đỏ mặt vì mười mấy, 20 mùa bánh chưng trôi qua nhưng không biết cách tỏ tình. Trong khi đó, một cậu bé chỉ mới lớp 2 lại có thể làm được điều khiến nhiều người rung động online. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tin Nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.